sau khi trận bão tuyết lớn này đã ập xuống thành phố. Thành phố Toronto đã ban bố một tình trạng bão tuyết đặc biệt để bảo đảm các đội của họ có thể dọn tuyết trên các đường phố trong thành phố do cơn bão lớn để lại vào thứ Hai. Thị trưởng Toronto, ông John Tory nói rằng, tuyên bố này có nghĩa là cấm đậu xe trong 72 giờ trên các tuyến đường tuyết được chỉ định. Các tuyến đường như vậy chủ yếu ở trung tâm thành phố và bao gồm tất cả các tuyến đường dành cho xe điện. Tất cả đều có bảng ghi rõ ràng. Ông nói rằng trận tuyết rơi là phi thường đối với thành phố. Ông nói những chiếc xe bị bỏ lại trên các tuyến đường tuyết có thể bị kéo đi một cách thân thiện. Đồng thời lưu ý rằng điều đó cũng có thể xảy ra trên các tuyến đường tại địa phương. Trung tâm thành phố Toronto đã có tuyết dày 36cm vào lúc 2 giờ chiều thứ Hai, theo một bản tóm tắt từ Trung tâm Dự báo Bão Ontario. Trung tâm Dự báo Bão Ontario cho biết, lượng tuyết rơi được báo cáo tại sân bay quốc tế Toronto Pearson và sân bay quốc tế Ottawa nằm trong top 10 tổng lượng tuyết rơi nhiều nhất được báo cáo trong một sự kiện tuyết rơi. Vào đêm thứ Hai, Toronto Hydro thông báo tình trạng mất điện rải rác trên toàn thành phố. Họ cho biết các nỗ lực khôi phục có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết hiện tại. Thành phố Toronto cũng ban hành cảnh báo thời tiết cực lạnh vào thứ Hai, thúc đẩy việc kích hoạt các trung tâm sưởi ấm của thành phố. Thành phố Toronto có 600 máy xới tuyết, 300 máy xới vỉa hè và 200 xe chở muối đang làm việc để dọn đường.